Melia xin gửi tới các quý cô một set bộ cực kỳ phù hợp cho mùa xuân hè năm nay. Set bộ bao gồm hai item: áo sơ mi xếp ly và chéo cực kỳ thanh lịch, được sử dụng chất liệu lụa ngọc trai cao cấp, kết hợp cùng chân váy với họa tiết xoắn ốc cực kỳ mới lạ và thời thượng, được sử dụng chất liệu cốt tông chun mềm mại. Với hai dòng chất liệu cao cấp sẽ mang đến được cho các quý cô sự nhẹ nhàng, mềm mại, thoáng mát, thấm hút mồ hôi, cực kỳ phù hợp với thời tiết nóng nực của mùa hè năm nay. Với set bộ này vừa mang lại được sự thoải mái lại vẫn tôn lên được vẻ đẹp và phong cách cực kỳ thời thượng của các quý cô. Và điểm đặc biệt chính là với bộ này, các quý cô vẫn có thể mix match đa dạng các item khác nhau để có thể phù hợp với nhiều dịp hơn nữa. Với thiết kế này, nếu các quý cô nào đã chót yêu thầm em nó rồi, có thể đặt hàng theo hai cách. Đặt hàng online sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng và được miễn phí vận chuyển. Còn nếu có thêm thời gian thì xin mời các quý cô qua các showroom của Melia trên toàn quốc để lựa chọn và sở hữu những thiết kế ưng ý nhất. Thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp Melia luôn đồng hành cùng các quý cô trên hành trình chinh phục mọi thành công.